Genethip Songkrasin chính là ngôi sao sáng nhất trong trận bán kết lượt đi của AFF Suzuki Cup 2020 giữa Thái Lan và Việt Nam. Tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Hokkaido Consado Sapporo đã lập một cú đúp giúp đàn voi chiến có lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về. Tuy nhiên, cầu thủ có biệt danh là Messi Thái cũng đã hỏng một quả penalty và bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick. Sau pha phạm lỗi của Duy Mạnh với Supachai, trọng tài người Qatar Saud Al-Adba đã cho Thái Lan được hưởng phạt đền. Và trước khi Chanathip bước đến chấm 11m, người ta thấy đội trưởng Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam nói gì đó vào tai của anh. Kết quả là cầu thủ đang chơi ở J-League, sút hỏng khi không đánh lừa được thủ môn nguyên mạnh. Trả lời phỏng vấn sau trận, Chanathip tiết lộ Quế Ngọc Hải đã tiến đến và thì thầm vào tai tôi là Không có bàn thắng đâu bạn ơi, there's no table, buddy. Sau đó tôi đã thực hiện không tốt và bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng. Tôi thực sự xin lỗi các đồng đội vì quả penalty hỏng ăn đấy. Tuy nhiên tôi vẫn tràn đầy tự tin và ngẩng cao đầu hướng tới trận lượt về. Đánh giá về màn trình diễn của mình ở trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam, Chanathip nhận xét. Tôi đã có được bàn đầu tiên một cách khá may mắn, cầu thủ Việt Nam mắc sai lầm và tôi đã trừng phạt họ. Nhưng pha lập công thứ hai tôi nghĩ là một bàn thắng rất đẹp. Nói về đội tuyển Thái Lan, anh khẳng định đội bóng đã thành công nhờ trung thành với lối chơi mà cả chúng tôi lẫn huấn luyện viên Mano Polking đều tin tưởng. Tuy nhiên, Chanathip vẫn tỏ ra rất thận trọng khi cho rằng vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020 mới đi được một nửa chặng đường và chúng tôi vẫn cần phải duy trì sự tập trung.